Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review sữa Abbott Row 3.900g 1-2 tuổi giá bao nhiêu, mua ở đâu, có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí.Ưu điểm vượt trội của Abbott Row 3.1 hỗ trợ bé phát triển xương và chiều cao nhờ được bổ sung canxi. Vitamin D với tỷ lệ canxi, phốt pho thích hợp theo khuyến cáo của châu và Hoa Kỳ và sự có mặt của hỗn hợp chất béo thực vật không chứa dầu cỏ. 2. Hỗ trợ bé tăng cân, tăng trưởng tốt và phát triển khỏe mạnh nhờ có protein chất lượng cao, đặc biệt dầu lysine. 3. Giúp trẻ phát triển trí não và thị giác nhờ các thành phần DHA, taurin, các axit béo omega 3. 6. Vitamin A, C, các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm.